Và để nối tiếp chương trình, sau đây xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức điệu múa dân vũ với tiết mục Những Bước Nhảy Nữ Hoàng đến từ khu 9 xã Vĩnh Lại. Xin mời. Xin được trân trọng cảm ơn tiết mục vô cùng sôi động của khu 9 xã Vĩnh Lại.